Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. 30 tập chương trình xin được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỳ họp thứ 33 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Cơ quan này thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về ban thường vụ tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015 đến 2020, 2020 đến 2025. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 đến 2021, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016 đến 2021, 2021-2026 và các cá nhân ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đinh Văn Thu, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những cá nhân liên quan khác là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần văn tân nguyễn hồng quang ngoài ra các cá nhân khác liên quan gồm ông huỳnh khánh toàn nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ông trần đình tùng nguyên tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ông mai văn mười tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế ông nguyễn thanh hồng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch ông nguyễn phú bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng ông trần thanh hà bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường ông lê ngọc tường giám đốc sở ngoại vụ nguyên phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch ông nguyễn văn văn ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc sở y tế ông thân đức sửu đảng ủy viên phó giám đốc sở tài chính ông nguyễn văn thọ phó bí thư đảng ủy Phó Giám đốc Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Bá Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với các ông Lê Ngọc Tường, Nguyễn Văn Văn. Ông Thân Đức Sửu bị cách chức ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính các nhiệm kỳ 2015 đến 2020, 2020 đến 2025. Ông Nguyễn Văn Thọ bị cách chức ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm kỳ 2015 đến 2020, 2020 đến 2025. Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng cho ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 đến 2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015 đến 2020, Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015 đến 2020, 2020 đến 2025. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 đến 2020, 2020 đến 2025 và các cá nhân Đinh Văn Thu, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà cũng theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 đến 2026, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 đến 2021 và các cá nhân Lê Trí Thanh, Mai Văn Mười, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Bá Tú. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 đến 2020, 2020 đến 2025. Và các ông Phan Việt Cường, Trần Văn Tân, Trần Đình Tùng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo kiểm điểm xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương